Hello, hello anh em muốn nạp Robux uy tín giá rẻ nhớ truy cập vào trùm robux.com để mua Robux và Premium cũng như các tính năng nổ hũ và VIP nhé. Ngoài ra, shop còn cập nhật thêm tính năng mua Robux 120 giờ vô cùng tiện lợi cho anh em luôn. Nhanh tay lên nào. Chọn mình đi bạn. Không mua. Không mua cái gì vậy? Chọn mình bạn ơi. Không vô luôn nè. Trời ơi, bạn biết là nãy giờ mình cực khổ lắm không? Cái gì vậy? Chọn mình đi bạn ơi. Nè. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bummy. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kea. Thì hôm nay mình và Bummy sẽ chơi Roblox Mini vs Giant. Thì trong game này á, là cả đám đang là chuột nhắt nha. Chưa dùng cái nhà để mà trộm đồ ăn đồ này nọ, nhưng mà bị chủ nhà phát hiện. Chủ nhà phát hiện nhà cả các bạn trội này nọ. Ê, tao làm nè mày ơi. Kea ơi, mày làm kìa mày chứ. Tao làm nè. Bây giờ mình là tên khổng lồ nha các bạn. Đó, mình lụm đồ nè, mình trội nè. Đó. Nè, trội nè. Ủa, học bài. Lập cầu Robux lên, trội. Nè. Nè. Để mày chọn chết ai đâu. Thì tao nói rồi, tao lương thật thiện mà. Rồi kìa, nó tới với mình rồi. Ờ, tới thì mày có thấy đâu mà tới. Ui giời ơi. Mày em đứng đây đông vậy? Cho phép em chọi đồ cái. Thấy đâu mà tới. Ui giời ơi. Bình tĩnh mấy em ơi. Chuẩn em ơi, theo anh là win. Chuẩn luôn. Một em ơi, chết rồi kìa. Ơ kìa. Đúng rồi. Đúng cái gì? Mày giết được tao đi rồi hẳn lên tiếng. Ok bạn. Trời ơi, còn 2 phút nữa là win chắc rồi mọi người ơi. Trời ơi, game gì? Easy. Đấy, thấy chưa, bốn thằng đứng chung một chỗ đúng không đây? Đâu rồi, đồ chơi tôi đâu hết rồi. Đây. Wow. Mày đứng chung một chỗ nè. Nè, đứng chung một chỗ nè. Đứng chung một chỗ là tao chọi cho chích gắt hết luôn nè. Đó. Đứng chung một chỗ. Quỷ ga nó dụ mọi người chết đấy chưa? Lụ đạn. Ai dụ mà giờ? Cái kia. À, em qua đây đúng không? Em qua đây là em hết qua đó được rồi cưng à. Nó đang đầu vậy cả ha? Ủa? Có góc chết hả bay? Có góc chết đâu? Đây nè. Sao á? Làm gì có góc chết kìa. Đâu rồi, nó đâu rồi. Đi vô. Qua mở cửa ra chi vậy bác? Không điên. À dạ. Mở cửa ra nào, ở kìa. Ủa, mở tay không đập được ta. Chết nè. Chết nè. Nhây. Gà nó chỉ ở quanh đây thôi. Làm kỳ vậy nồi luôn á. Tôi phải hốt cái đống mì ra được. Nó đâu rồi ta? Nó mở cái cửa ra mà nó không thấy tôi. Mày hả con? Còn sáu, cầu nguyên. Ôi, tao chọi mày rồi mà. Tao chọi mày rồi mà. Tao nhớ tao chọi mày rồi mà. Ở kia. Chết hết luôn, còn ca trong tủ vừa mới cửa ra thấy anh đang đứng chọn Rubik cái hết giờ. làm chuột. Đi. Rồi, okay. đi trốn bạn ê, hồi nãy mà nó cho tao, nó thả tao đây là tao win rồi đó. Lụ nè. Ôi, trời má ơi, nó chọi cái cây vô cái mặt luôn. Ui trời ơi, bên chết luôn. Ôi giời. Ủa nó qua kìa. Trái. Ủa cái gì vậy? Ủa nó sao biết mình nó qua kìa vậy? Mở cái cửa đi, nhanh lên. Cái cửa của tôi đâu? Hên quá tao chạy kịp á. Ủa? Ủa sao tao chạy kịp, tao vừa mới qua cổng tao chết là sao? Ok kỳ vậy. Ủa các bạn thấy rõ ràng không? Mình núp mình chạy đúng giờ. Đúng ok vậy. Trời ơi.
A few moments later. Ô, 5 giây nữa. 55 giây. Trời ơi, nó chạy ra sau lưng rồi. Trời ơi, đi qua cửa mà chết xâm lông vậy. Giống tao nãy á bồ, tao qua cửa tao chết á cu. Cái cửa đó là như cửa tử hay sao á, tao nhớ tao đâu có đụng gì đâu. Qua cái cửa y chang luôn, đụng qua cửa bên kia chết luôn. Qua cửa tự nhiên chết xâm lông đất vậy. Trời đất ơi. Chết nha, bắp bếp nha, mắt bếp nha. Rồi, khoan rồi đó. Tôi lại là người, kia nó làm gì vậy? Kia làm thinh. Kia là người, kia là người. Ôi ơi, chui vô tủ, đúng rồi. Chui vô tủ đi. Chui vô tủ rồi. Chắc chắn là phải chui vô tủ thì nó mới sống. Đúng rồi. Cái khúc này chui vô tủ mình cứ chui ra chui vô xong rồi đi về. Không mày, không có được ba, mày chui ra chui vô đâu có được đâu. Nó có thời gian khâu đau mà, 15 giây lận. Thì biết rồi, thì chừng nào nó tới mình rồi mình mới chui thôi ba. Ừ, đúng rồi. Ừ, chứ mình rảnh đâu mình chui ra chui vô, mình ên như mắt bố ba. Đứa nào chiên vậy? Hả? Trời, nó chiên đồ ăn kìa. Mày đang chiến ngoài hả? Đây đây. Ôi ông già Noel, các bạn coi ông già Noel làm trời kìa. Ở đây nó đang làm gì? Già Noel đang nhìn tủ. À, ông già Noel thấy rồi, chạy. Chạy. Ông già Noel thấy mình rồi, mình chạy thôi. Chưa mở cửa. Ông già Noel thấy mình rồi. Trời ơi, mẹ chết đấy, chẳng đùa. Ủa là mày đứng đó luôn hả? Đi tự nhiên con nghe là mày cứ đi ra chi cho con chết. Ủa tao đâu thấy mày đứng chung tao đâu, sao mày đi ra chung hay gì? Không, cái mém chết hồi nãy là mày đi ra mày tao nói mày là ông già Noel đang làm gì, cái mấy ông già Noel đang mở tủ, cái tao đi ra xong có thấy ông già Noel đứng trước mặt luôn. Tại cái lúc tao nói với mày với lộng ra chết bà rồi, rớt đây rồi. Ui ông già Noel. À, chạy chết em ơi, bỏ em ơi, anh nó dài lấy dài lấy dài ơi. Chui xuống, trời má hên quá, chưa tới kịp. Trời ơi, tao lỡ dạ tao nhảy qua cái cửa nó qua tới bên kia luôn. Ủa giờ vẫn còn sống hả? Có trời ơi. Ê, thế mà có mình mày đam mê giết tao chứ ai giết tao ba, trời ơi. Đó, nó ăn cái gì nó cứ chiên hoài vậy trời. Ra coi đi. Ui bậy rồi em ơi, nó mở cửa ra bây giờ đó, từ từ. Ê, hình như mở cửa này không được đâu, mở cửa này ra qua lại bên kia đó, bỏ đi. Qua lại chỗ này tao chết á. Ra chỗ này tao mém đụng. Nó đang ở ngoài á. Ờ, tao thấy rồi. Bình tĩnh em ơi, đừng có đi lung tung em ơi. Ra luôn em ơi, ra luôn. Đây, cầm chảo đập đây kìa các bạn. Mình sẽ review cho các bạn coi là ông già Noel khổng lồ đang cầm chảo đập. Nó tới kìa. Vô. Hên quá. Vô kịp rồi. Ui, bỏ em ơi. Ui, chết bà rồi, nó me rồi. Nó mở hai cửa cùng lúc. À, em ơi, bỏ em ơi. Bỏ, anh về lại với quê hương rồi. Anh về lại với quê hương rồi. Sao rồi? Đó, nó mở cửa tủ kìa. Ok, giờ nó không biết ta đang ở đâu đâu. Mày đang ở đâu vậy? Ta đang ở chỗ nãy mày biến á. Ở đâu mà? Ở đây đấy, nghe cái đấy, tao đấy đây nè. Ra, kiếm bông đi, ra. Tao rung quá cô. Ra đây. Hello em gì ơi, Noel ơi. Chạy qua đây, Hello, David Noel. Trời, mày phải cho nó thấy mày chứ, mày núp nhanh quá, tao thấy. Em ơi. Ủa, chưa thấy à? David Noel. Rồi, Win, trời ơi. Ông David Noel, ông không thấy tôi rồi anh em à. Căng thẳng thế. Ê, khách sạn Fabi. Gì? Ba mi hả? Ba mi thui dình. Cái dáng này là mình phải phốt một cha trước. Ơ kìa, tao làm gì mày? Núp đi em. Em ơi, ông già Noel ơi. Ông già Noel ơi. Mày ăn cái gì mà mày kêu ông già Noel hoài. Tao ông già Noel đứng kế bên tao. Tao tính xin quà mà nó chưa xin, ông ngẫm bà rồi. Muốn kia đâu ta? Cái đó là cái nấp rồi, mày không có thấy tao đâu. Ê, à bạn ơi. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi. Hỡi bạn ơi. Đau tim quá.
tôi đau tim quả. Bạn ơi, chết nè. Đất ơi, chết là nhỏ luôn rồi, cái thứ gì á. Chứ sao mày? Chết. Đạp nè. Rồi, nó ác chưa? Đi chuột chết nè. Ác chưa? Ôi, bạn ngộ quá à. Bạn đừng nghĩ là tôi chưa kiếm bạn là bạn có quyền đi núp nha. Ôi dồi dồi, mình có quyền núp là chuyện của mình chứ bạn có làm gì bạn? Bạn có làm gì mình? Bạn có, bạn cứ làm đi. Ok bạn luôn. Bạn làm gì có cửa. Bạn hay lắm. Bạn hãy đợi đây. Ủa nó đâu ta? Cái mắt mày lú á anh em à. Ủa lẽ di chuyển liên tục. À. Mày di chuyển hả con? Chết. Ok em, này thì ok em. Này thì ok em. Này thì cố lên. Tao thích mấy hàng mà hay cười hí lắm. Ủa khoan, nhưng mà nãy con nhảy xuống đó rồi mà con phải bấm bí ve nữa hả? Trời ơi, mình thấy bạn mà bạn. Thôi chết thì nhận đi chứ sầm là lách nông vậy đây. Cô gái trong cuốn sách đâu rồi? Mà bị nó hờn ghê. À nãy mà nó chết mà nó không cười luôn anh em. Lần đầu tiên thấy nó chết mà nó không cười. Ai không cười, tao cười như điên, tao cười ho luôn á bạn. Ôi da, mày ho mày cười như điên nữa nó mày tịt bả rồi. Em ơi. Rồi, hay quá em ơi. Rồi em hay lắm. Ừ. Đúng rồi. Còn nữa. Ơi, mày thua rồi. Đánh đấm gì tầm này á. Đạp nè, đạp, trời ơi. Đạp cái cuối mà chưa chết, cay thế nha. Không sao. Quá quỷ ga nó bắt cười á. Hồi nãy mà nó im lặng rồi nó sốc thôi. Trời ơi, tự nhiên không biết là con tưởng mày không thấy á chứ. A tít kìa, ủa nữa hả? Thằng này nó mua game rồi anh em à. Bum một đứa chết. Có một sự mua game không hề nhẹ anh em à. Wow, là ba Pichu Bu. Bum. Nó ghê quá anh em à. Cây xương rồng nè. Cây xương rồng. Ủa không chọn chúng ai chơi vậy? Kìa. Cố lên bạn ơi. Còn đồ nào để chọn nữa không? Mày đứng đó mà cố lên. Ủa sao chọn không vô? Ủa cái gì? Cái gì vậy? Ủa? Mày chọn cái gì được? Ê! Bạn cái gì vậy bạn? Chọn mình đi bạn. Không được. Ông cái gì vậy? Chọn mình bạn ơi. Không vô luôn nè. Trời ơi, bạn biết là nãy giờ mình cực khổ lắm không? Cái gì vậy? Chọn mình đi bạn ơi. Nè tôi nè. Hãy hôn anh đi. Và đừng tin anh nữa. Cái gì vậy? Nó gồng rồi. À, để cũng sách cho mình chè. Ok. Có gì đâu mà sắn thấy cả đít lên. Đúng rồi, cố lên bạn ơi. Cố vũ lên bạn ơi, cố lên. Thỏ trắng, cố lên. Em xuống đây là em chết rồi, đây. Một đứa lại chết. Đúng rồi. Quay lại, còn đứa chưa chết nè. Bạch Y. Bạch Y. Gì? Trời ơi, bạn ơi. Ấy, bạn ơi. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi. Hey bạn ơi, làm gì mà năm chu đít vậy? Còn ai nữa? À còn 3 người trên 7 người. Trời ơi, mẹ chết trời ơi. Ồ hay mày ém mà nhìn mặt mình giống hay mày ém mà. Giết người ta đi ba, mày đam mê kiếm tao vậy? Ông mà kiếm sao vậy? Hai niên kia không có thấy mày ơi, mày chỉ đường đi. Hai niên kia hả? Hai niên kia nó ở đâu rồi? Hồi nãy tao cũng kiếm cực khổ lắm nên giờ mày kiếm đi. Rồi mà kiếm tao chi, mày kiếm người khác đi ba, đam mê kiếm tao. Chứ giờ tao có thấy ai đâu kia, tao chỉ thấy nó có nhiêu đây người thôi. Còn 3 người đó, tao là một người, còn 2 người đi kiếm đi. Tao đi chơi góc lắc kìa. Góc lắc đâu? Ở kìa. Tao cầm cái Warren này, tao chọn là mày chết chắc. Warren đó nãy tao cầm rồi, mày khỏi cần kiếm, mày khỏi cần thù tao, mày hiểu không?
hù hả, tao mà hù hả, cái chỗ là chết nè, coi nè, coi. 2, 3, trời ơi. Ây da, vãi rồi. Vãi rồi, trời ơi. Mẹ cây tí à. Ông nào cứ cho hai thằng điên kia thắng, tôi ra coi vậy là đủ rồi. Lũ rẻ nó chơi vậy luôn á. Chơi vai đổ mày. Quay rồi. Rồi, ok, dừng clip luôn. Ok, các bạn, thì hai đứa mình sẽ dừng video đây đây nha. Thì các bạn thích video này, với lại cho hai đứa mình một like, một share cho sau này giai đoạn của hai đứa mình. Nên nhận có nhiều video ngày, các bạn nhé, bye bye mọi người. Bye bye.